quán ăn thịt như ăn rau câu hỏi của tâm thanh hỏi kính thưa thầy dựa vào đâu mà các sư thầy nói quán ăn thịt như ăn rau có một số quý thầy và một số thượng tọa nói với các phật tử đi đâu họ làm cổ mặn ta cứ quán ăn thịt như ăn rau là để hòa chúng con đọc sách bảo đàn kinh nói về lục tổ huệ năng trong thời gian ẩn dật cùng phường xăng trong rừng hàng ngày ngài hái rau rừng bỏ vào một gốc của nồi thịt khi ăn ngài chỉ ăn rau mà thôi do đó khi đi đâu con đều tùy thuận mọi người làm vui lòng họ con cũng gấp cũng ăn cứ miếng rau miếng măng còn miếng thịt miếng cá thì con không gấp không ăn nhìn miếng thịt miếng cá, con quán tưởng như thịt của cha mẹ mình. Vì cha mẹ mình đã chết đi, được tái sinh, làm những con thú vật này. Bây giờ người ta giết chết làm cổ bàn, thì nở lòng nào chúng ta ăn thịt được? Con hòa chúng như các thầy ăn thịt có đúng không? Hay làm vui lòng như chúng con là đúng? Kính xin thầy dạy bảo cho chúng con được rõ. Đáp. Những người tu sĩ này lòng từ bi thương xót chúng sanh không có, nên tâm còn tham ăn thịt chúng sanh. Vì thế, dựa vào tưởng tri để luận ra câu nói này, chứ trong kinh sách không có vậy. Câu nói này do các tổ sư Nam tông đặt ra để thỏa mãn dục vọng hung ác ăn thịt chúng sanh như quỷ La sát chuyên ăn thịt người người tu theo đạo phật mà không hiểu bổn phận trách nhiệm đạo đức làm người làm thánh thì lấy pháp gì mà giáo hóa chúng sanh ngoài đạo đức làm người làm thánh thì còn pháp gì mà dạy chúng sanh tu hành giải thoát cho nên người ta bỏ giới luật đạo đức lấy thiền mật tịnh dạy người tu tập cho nên không thành phật giải thoát mà thành những loại vi trùng truyền nhiễm bệnh phá giới quán ăn thịt như ăn rau đã đi tu mà còn thèm thịt cá cho nên quán thịt thành rau để mà ăn làm như cây rau không còn ai trồng nữa lại thêm dùng miệng lưỡi lừa đảo người gọi là hòa chúng một tu sĩ không đọc lại một tu sĩ hòa chúng để trở thành những người phàm phu tục tử như vậy đi tu để làm gì đi tu để làm thánh làm phật chứ không lẽ đi tu rồi lại giống như người thế tục giống như người thế tục thì đi tu để làm gì không lẽ đi tu chỉ có chiếc áo cà sa và cái đầu cạo trọc hay sao phật phải độ chúng sanh để được giải thoát làm phật còn quý thầy hiện giờ là phật vì hòa hợp với chúng sanh nên bị chúng sanh đồng hóa không giải thoát mà thành chúng sanh và còn tệ hơn nữa thành ký sinh trùng làm gánh nặng cho xã hội vậy mà không biết xấu hổ lại còn nói quán thịt thành rau để hòa hợp chúng người tu sĩ đạo phật lấy gương hạnh đạo đức mà giáo hóa chúng sanh cớ sao lại tùy thuận với chúng sanh để phạm giới, phá giới và bẻ vụng giới, thì lấy gương đạo đức ở đâu mà giáo hóa như chúng tôi đã nói ở trên? Hay chỉ lấy những lời hí luận lừa đảo người? Phật giáo suy thoái là do những tu sĩ vô đạo đức này mới có những câu nói Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối Vì Phật giáo suy đồi nên mới có những hạng tu sĩ như vậy những hạng tu sĩ này sống được là do những phật tử mê tín lạc hậu thiếu trí tuệ kém thông minh họ đã dựa vào nhau để cùng tồn tại vì thế mới tin ăn mặn nói ngay ăn chay nói dối hay quán tưởng ăn thịt thành rau để hòa hợp chúng